Tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông thách thức yêu sách vô lý của Trung Quốc. Quý vị khán giả thân mến, cuộc tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra Biển Đông từ ngày 18 tháng 2. Tháng 3 sẽ tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn, đến tháng 6 sẽ được tàu sân bay USS Ronald Reagan thay thế. Theo các nguồn tin từ Mỹ, Hải quân Mỹ tuyên bố, ngày 18 tháng 2, cuộc tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson bắt đầu tiến hành tuần tra thường lệ ở Biển Đông. Đây là một vùng biển tồn tại nhiều tranh chấp, chủ yếu do Trung Quốc áp đặt yêu sách đường chính đoạn vô lý và phi pháp. Thành phần cuộc tấn công này bao gồm tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Carl Vinson, liên đội máy bay số 2, tàu khu trục USS Wayne Mayer DDG-108. Ngoài ra, một chiếc tàu khu trục khác là USS Michelle Murphy DDG-112 có thể phối hợp hành động. Ngày 18 tháng 2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lần này, cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson tiến vào Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ đã định của Hải quân Mỹ, không liên quan đến tuyên bố triển khai hành động tự do đi lại ở vùng biển đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Tuy nhiên trước đó, tờ Thời báo Hải quân Mỹ cho biết Hải quân Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các thách thức mới đối với yêu sách chủ quyền vô lý phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ có kế hoạch điều cụm tấn công tàu sân bay tiến hành tuần tra vùng biển lân cận đảo đá ngầm ở Biển Đông. Thậm chí có quan chức quân đội Mỹ cho biết hạm đội Mỹ rất có khả năng sẽ hoạt động ở vùng biển 12 hải lý của đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa hoặc quần đảo Hoàng Sa đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra Biển Đông, là hành động thực tế thể hiện các tuyên bố tự do đi lại trước đó của quân đội Mỹ. Cụm tấn công tàu sân bay rời cảng chính San Diego vào ngày 5 tháng 1 đến căn cứ hải quân Guam ngày 10 tháng 2, rồi đến Biển Đông vào ngày 18 tháng 2. Trước khi tiến hành vào Biển Đông, cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson đã tiến hành nhiều hoạt động huấn luyện, diễn tập ở vùng biển Hawaii và Guam để duy trì trình độ sẵn sàng chiến đấu tương đối cao. Sau khi nghỉ ngơi ở Guam, cụm tấn công tàu sân bay này đã lên đường đến vùng biển Philippines, sau đó đi vào tuần tra Biển Đông. Chỉ huy biên đội trận đô đốc James Kilby cho biết, các hoạt động huấn luyện vài tuần trước làm cho toàn biên đội trở thành một thể thống nhất, sẽ thể hiện được đầy đủ khả năng trong các hành động độc lập, cũng như trong các hoạt động tập trận chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Trên tàu sân bay USS Carl Vinson có khoảng 75 máy bay cánh cố định và trực thăng các loại, chủ yếu bao gồm phi đội máy bay trực thăng HSC-4, phi đội máy bay trực thăng HSM-78, 4 phi đội máy bay chiến đấu tấn công như VFA-2, 24, 137 và 192, phi đội tác chiến điện tử VAQ-136, phi đội máy bay cảnh báo sớm VAW-113, phân đội nhỏ của phi đội máy bay vận tải VRC-30. Lần triển khai trước ở châu Á-Thái Bình Dương của tàu sân bay USS Carl Vinson là vào năm 2015, đồng thời đã từng bước tổ chức diễn tập với Hải quân Malaysia ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết trong 35 năm qua, đây đã là lần thứ 16 cùng tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson có mặt và tiến hành tuần tra ở khu vực Biển Đông. Trong thời gian triển khai, mặc dù hoạt động ở khu vực phụ trách của hạm đội 7 châu Á-Thái Bình Dương, nhưng cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson vẫn chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Hạm đội 3 Đông Thái Bình Dương. Phương thức này được quân đội Mỹ áp dụng trong thời gian gần đây, nâng cao tính linh hoạt trong chỉ huy các lực lượng hải quân trên toàn cầu. Trước đó, trong hoạt động diễn tập ở biển Philippines, cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson đã nhận được sự hộ tống và huấn luyện của máy bay ném bom chiến lược B-1B triển khai tại căn cứ không quân Anderson của Guam. Căn cứ vào thông lệ trước đây, cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ tổ chức nhiều hoạt động huấn luyện và diễn tập ở Biển Đông. Chẳng hạn trong thời gian tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines năm 2016, cụm tấn công tàu sân bay USS John Stennis đã tuần tra 7 tháng ở châu Á-Thái Bình Dương, tuần tra 60 ngày ở Biển Đông, hành trình 66.000 hải lý, thực hiện 19.000 giờ bay, tổ chức cho 8.500 lượt cất hạ cánh máy bay cánh cố định. Sau đó, cụm tấn công tàu sân bay này rút đi khi có tàu sân bay USS Ronald Reagan thay thế. Đến tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên có quy mô lớn nhất trong lịch sử, bao gồm K-Resolve và Fallen Eagle. Khi đó, cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson dự tính sẽ tham gia. Cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson có thể sẽ tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho đến tháng 6 năm nay. Khi đó, tàu sân bay USS Ronald Reagan triển khai ở Nhật Bản hoàn thành nghỉ ngơi và huấn luyện, tiếp nhận thay thế, từ đó đảm bảo cho cụm tấn công tàu sân bay Mỹ hiện diện liên tục ở châu Á-Thái Bình Dương. Thông báo ngày 18 tháng 2 của Hải quân Mỹ cho biết, biên đội tác chiến thuộc tàu sân bay USS Carl Vinson đã bắt đầu tuần tra trên Biển Đông bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc.
Theo đó, nhóm tàu sân bay số 1 là CSG-1, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne Mayer và các máy bay chiến đấu thuộc biên chế đã bắt đầu các hoạt động trên Biển Đông vào ngày hôm qua 18 tháng 2. Trước khi xuất hiện tại Biển Đông, CSG-1 đã tiến hành các hoạt động huấn luyện ngoài khơi quần đảo Hawaii và Guam nhằm duy trì và tăng cường tính sẵn sàng, đồng thời phát triển sự gắn kết giữa các tàu trên cơ sở là một nhóm tác chiến tấn công, thông báo của Hải quân Mỹ cho biết. Chỉ huy CSG-1, chuẩn đô đốc James Kilby nhấn mạnh rằng chúng tôi đang hướng tới việc phô diễn những khả năng của các lực lượng trong lúc vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các đồng minh, đối tác và bạn bè trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 16 tàu sân bay USS Carl Vinson được triển khai đến Biển Đông, lần đầu tiên là vào năm 1983 và lần cuối cùng gần đây nhất là vào năm 2015 khi tham gia diễn tập cùng Hải quân và Không quân Malaysia. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, trong lúc hoạt động tại Biển Đông, nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson vẫn chịu sự chỉ huy và kiểm soát từ hạm đội 3 của Mỹ, với tổng hành dinh đặt tại thành San Diego, bang California, bờ Tây nước Mỹ. Đây là điều đáng lưu ý, bởi theo cách phân chia khu vực của Hải quân Mỹ, Biển Đông nằm trong vùng biển chịu trách nhiệm của hạm đội 7 đặt tại Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên một tàu chiến thuộc hạm đội 3 xuất hiện tại Biển Đông. Tháng 10 năm 2016, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur đã thực hiện tuần tra xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Con tàu khi đó cũng chịu sự chỉ huy từ hạm đội 3 ở bờ Tây nước Mỹ. Ranh giới giữa hạm đội 3 và hạm đội 7 trước đây là đường đổi ngày quốc tế 5 giờ Thái Bình Dương, nhưng nay nó đã dần bị xóa nhòa. Sự xuất hiện của các tàu thuộc hạm đội 3 tại khu vực của hạm đội 7 là chỉ dấu cho thấy sự linh hoạt của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ khi tận dụng năng lực của hai hạm đội, cho phép đội tàu của cả hai bổ sung cho nhau, từ đó tạo ra nền tảng cho sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, Hải quân Mỹ khẳng định trong thông báo. Trong một diễn biến liên quan trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 2 đã lên tiếng phản đối các hoạt động tuần tra của Mỹ tại khu vực, đồng thời cho rằng Washington nên tôn trọng sự ổn định tại Biển Đông. Hải quân Mỹ xuất hiện tại Biển Đông đúng vào thời điểm các nước ASEAN và Trung Quốc đang chuẩn bị cho vòng đàm phán mới về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC vào cuối tháng này tại Philippines. Các bạn vừa theo dõi video. Tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông thách thức yêu sách vô lý của Trung Quốc. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Điều gì xảy ra nếu vũ khí Trung Quốc tràn ngập thế giới? Quý vị và các bạn thân mến, trong thập kỷ tới, các loại vũ khí tiên tiến từng là thế mạnh của Nga và phương Tây sẽ tràn ngập thị trường vũ khí khi Trung Quốc và Ấn Độ trở thành nhà cung cấp vũ khí toàn cầu. Tạp chí Foreign Policy Mỹ đăng bài viết nhận định, mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng năng lực xuất khẩu của hai quốc gia này trong thời gian gần đây phần nào là một xu hướng đáng lo ngại. Dưới đây là nội dung bài viết trên Foreign Policy. Tháng 8 năm 2014, tập đoàn đóng tàu nhà nước Hudong Trung Hoa của Trung Quốc đã hạ thủy một tàu hộ vệ tại sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Đây là loại tàu chiến nhỏ thường được sử dụng để tác chiến chống ngầm hoặc phòng thủ bờ biển. Khi con tàu được đẩy xuống nước, một người qua đường ngẫu nhiên có thể sẽ cho rằng đây chỉ đơn giản là một con tàu khác trong hạm đội tàu chiến ngày càng gia tăng nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng của nó không phải là Hải quân Trung Quốc mà là Hải quân Algeria. Đây là chiếc đầu tiên trong 3 chiếc tàu mà Algeria đã đặt mua từ Trung Quốc tại triển lãm quốc phòng tổ chức ở Malaysia năm 2012. Trung Quốc từ lâu đã trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí cỡ nhỏ hàng đầu thế giới, tuy nhiên ít khi thấy nước này xuất khẩu tàu hộ vệ. Theo báo cáo giữa tháng 3 vừa qua của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, Trung Quốc đang giữ vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới, vượt qua Pháp, Đức và chỉ xếp sau Nga, Mỹ. Từ năm 2010 đến năm 2014, thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 5 năm trước đó, 5% so với 3% trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009. Không những vậy, sản lượng sản xuất vũ khí của nước này còn tăng 143% so với nửa thập kỷ trước đó. Trong thập kỷ tới, các loại vũ khí tiên tiến từng là thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, Nga và phương Tây sẽ tràn ngập thị trường vũ khí khi Trung Quốc và Ấn Độ ở một mức độ thấp hơn trở thành nhà cung cấp vũ khí toàn cầu.
Những quốc gia từng chỉ đủ tiền mua vũ khí đã qua sử dụng từ thời chiến tranh lạnh sẽ sớm có thể mua mọi loại vũ khí, từ máy bay chiến đấu hiện đại, tàu chiến đến đạn dẫn đường chính xác với mức giá không quá đắt đỏ. Và cũng như đồ điện tử gia dụng, chất lượng của những vũ khí này sẽ tăng lên theo thời gian dù giá cả của chúng giảm xuống. Thay đổi này là sự phát triển từ phía ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ưu tiên cải cách ngành công nghiệp quốc phòng để hạn chế phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đồng thời khuyến khích xuất khẩu. Mặc dù ban đầu không thể tự sản xuất vũ khí tiên tiến, nhưng nhận thức được những nguy cơ khi phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, hai quốc gia này đã hướng tới mục tiêu từng bước từ cung cấp trong lĩnh vực quốc phòng. Ban đầu, Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành mua nhiều mẫu cùng một loại vũ khí trong vài thập kỷ. Chẳng hạn như, về máy bay chiến đấu, Trung Quốc đã mua ít nhất 7 mẫu, còn Ấn Độ mua 6 mẫu. Mặc dù có những khó khăn về vận hành và chi phí, nhưng những mẫu máy bay này cho phép Trung Quốc và Ấn Độ thử nghiệm đánh giá công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu hoạt động của mình. Sau đó, Bắc Kinh và New Delhi dẫn nguồn lực đáng kể vào việc tái sản xuất những công nghệ này bằng cách tiếp thu những công nghệ vũ khí then chốt của nước ngoài, đồng thời đầu tư mạnh vào các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí nội địa. Kết quả là họ có được khả năng sản xuất những công nghệ đó, dù có thể chưa phải hiện đại nhất nhưng cũng tiên tiến hơn những gì họ sản xuất vài năm trước đó. Chiến lược này đã cho phép Hải quân Ấn Độ mua một lượng lớn vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước. Không quân Trung Quốc PLAF cũng đang vận hành hàng trăm máy bay chiến đấu nội địa J-10 và đang trong quá trình thử nghiệm các nguyên mẫu máy bay tàng hình J-20 và J-31. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ tiếp nối Mỹ, trở thành một trong những quốc gia ít nổi trên thế giới có được khả năng này. Các hệ thống vũ khí Trung Quốc thường rẻ hơn rất nhiều so với những hệ thống tương tự đến từ các nhà xuất khẩu cạnh tranh khác. Mặc dù chưa thể vượt qua Nga và Mỹ, nhưng chất lượng vũ khí Trung Quốc thường tạm chấp nhận được. Chẳng hạn, tháng 9 năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến rất nhiều nhà quan sát phải kinh ngạc khi lựa chọn hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc thay vì các hệ thống của Mỹ, Nga hay Liên Doanh, Pháp, Ý. Mặc dù hệ thống của Trung Quốc không đáng tin cậy bằng hệ thống của Nga, Mỹ và không tương thích với các hệ thống khác của NATO, nhưng giá của nó rất phải chăng. Mức giá 3,4 tỷ đô la Mỹ thấp hơn đáng kể so với các hệ thống tương tự của Nga và Mỹ. Bên cạnh đó, kể từ năm 2011, Trung Quốc đã xuất khẩu Quyên Clun, một máy bay không người lái vũ trang, tới một số quốc gia ở châu Phi và Trung Đông, trong đó có Nigeria, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Với mức giá 1 triệu đô la Mỹ trên một chiếc, Quyên Clun có những tính năng tương tự như máy bay không người lái Predator của Mỹ, nhưng lại rẻ hơn 1/4 giá của Predator. Tất nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp quốc phòng của hai quốc gia này chưa đủ khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu của quân đội. Vì vậy, trong tương lai gần, họ vẫn sẽ phải phụ thuộc vào Nga và phương Tây, nhất là ở những hệ thống vũ khí công nghệ tinh vi, như máy bay tác chiến chống ngầm và động cơ máy bay. Tuy nhiên, năng lực xuất khẩu của hai quốc gia này cũng phần nào là một xu hướng đáng lo ngại. Điều gì sẽ xảy ra khi họ ngày càng cho ra đời những hệ thống vũ khí hiện đại? Gần như chắc chắn những hệ thống vũ khí này sẽ phá vỡ thị trường vũ khí toàn cầu, mang lại những giải pháp lợi về giá cả cho các quốc phòng không cần vũ khí quá hiện đại, đắt tiền. Điều này sẽ khiến các đơn hàng của Mỹ, Tây Âu và Nga giảm sút. Thậm chí sẽ càng nhiều quốc gia muốn mua các hệ thống vũ khí giá cả phải chăng hơn của Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, sự gia tăng của những loại vũ khí tấn công này sẽ gây bất ổn tại rất nhiều khu vực, những nơi có tranh chấp, xung đột sâu sắc. Khi một quốc gia trang bị cho quân đội của mình những loại vũ khí mạnh hơn, các nước láng giềng sẽ cảm thấy bị đe dọa và tiến hành đáp trả, từ đó làm gia tăng căng thẳng. Điều tương tự từng xảy ra trong chiến tranh lạnh. Chẳng hạn, việc Liên Xô bán vũ khí cho Ai Cập và Syria đã khiến Ả Rập giận dữ và làm tăng căng thẳng Ả Rập-Israel. Kỷ nguyên mà quân đội có thể tự do tung hoành khắp thế giới cũng sẽ chấm dứt. Những vũ khí này sẽ giúp các quốc gia, dù có ngân sách eo hẹp, cũng có thể xây dựng năng lực chống tiếp cận hoặc chống xâm nhập. Điều này sẽ khiến Mỹ khó có thể can thiệp bằng quân sự mà không phải chịu thiệt hại đáng kể. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu phải thận trọng trong các quyết định liên quan đến xuất khẩu vũ khí, nhất là tới những quốc gia đang phát triển. Không thể phủ nhận rằng những thương vụ béo bở như vậy rất hấp dẫn, nhất là khi các nhà sản xuất quốc phòng đang khát các đơn đặt hàng trong bối cảnh thắt chặt tài chính ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, cuối cùng những thương vụ đó sẽ không chỉ dẫn tới sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành công nghiệp quốc phòng mà còn gây ra sự bất ổn định trầm trọng hơn trên thế giới. Điểm yếu chí mạng của quân đội Trung Quốc là gì?
Quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc đang phát triển hai loại máy bay chiến đấu tàng hình, các loại máy bay không người lái cùng tên lửa hành trình, nhưng cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa chế tạo một loại máy bay ném bom mới. Thay vào đó, quân đội Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc vào máy bay ném bom CNH-6K được nâng cấp, một phiên bản sao chép của máy bay Tu-16 được trang bị một số tên lửa hành trình. Thế nhưng, Bắc Kinh phải chế tạo một loại anh tạc cơ mới, có khả năng tấn công căn cứ và tạo sân bay Mỹ ở khoảng cách rất xa. Thế vào đó, trong trường hợp chiến tranh xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nếu Mỹ tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn để đáp trả. Thứ nhất là vũ khí hạt nhân, thứ hai là tấn công bằng cách xâm nhập an ninh mạng. Có thông tin cho rằng Trung Quốc đã tìm cách mua dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tu-22M từ Nga, nhưng thất bại. Vì Trung Quốc có những bước đi nhằm phát triển oanh tạc cơ mới là điều dễ hiểu, bởi chiến lược chống xâm nhập của Bắc Kinh đều dựa trên kế hoạch phát triển của Liên Xô, qua đó kết hợp tàu ngầm, tàu chiến và tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom để chống lại các đội tàu sân bay của Mỹ. Ngoài ra, họ còn thiếu một loại tên lửa tầm xa phóng từ máy bay. Phi cơ H-6K là một loại máy bay lợi hại, nhưng Trung Quốc sẽ được lợi hơn nếu họ có trong tay một loại oanh tạc cơ mới. Cho đến nay, các cơ quan tình báo cho biết Bắc Kinh vẫn chưa phát triển máy bay ném bom tầm xa. Nguyên nhân rất có thể là bởi mặc dù đã có nhiều năm nghiên cứu, Trung Quốc vẫn chưa thể chế tạo một loại động cơ phản lực đáng tin cậy để sản xuất hàng loạt và trang bị cho máy bay mới. Trước đó, chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng động cơ của họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng để sử dụng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hiện giữa quân đội Trung Quốc và lực lượng vũ trang của các nước phát triển vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hiện việc phát triển động cơ phản lực máy bay là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Theo công ty tư vấn Galion Group của Trung Quốc, ước tính Bắc Kinh sẽ chi 300 tỷ đô la trong vòng 20 năm tới cho các chương trình chế tạo động cơ máy bay. Cũng theo một số nguồn tin, các công ty Trung Quốc đã thuê những kỹ sư nước ngoài và cựu quân nhân không quân để phát triển động cơ. Điều này có nghĩa là rất có thể Trung Quốc sẽ chế tạo được động cơ phản lực trong tương lai. Một khi điều này xảy ra, một loại máy bay ném bom do Trung Quốc phát triển sẽ sớm xuất hiện. Vì sao cá bập đen của Nga khiến kẻ thù phải khiếp sợ? Quý vị và các bạn thân mến, K-50 Black Shark, cá mập đen, là máy bay trực thăng tấn công một chỗ ngồi của không quân Nga. K-50 Black Shark được thiết kế với khả năng thiên về tấn công. K-50 do công ty Kharkov bắt đầu thiết kế từ thập niên 1980 và được chấp nhận đưa vào sử dụng trong quân đội Nga năm 1995. K-50 Black Shark được thiết kế nhỏ gọn, nhanh và linh hoạt nhằm có được ưu thế tồn tại và khả năng tấn công. K-50 Black Shark có 4 mẫu treo vũ khí với tổng cộng 2.300 kg tải trọng có thể mang theo. Vũ khí chính của K-50 Black Shark gồm 12 tên lửa chống tăng điều khiển laser VIKHR với tầm bắn tối đa 8 km. Về mặt kỹ thuật, thân máy bay được chia làm 3 phần: đầu, sau và đuôi. Phần thân của máy bay là hai khoang chứa đạn dược, khoang nhiên liệu, các thiết bị điện tử, giá đỡ động cơ, hộp số chính, hệ thống lái và thủy lực. Ở phía bên phải, gần với trọng tâm máy bay là vị trí gắn súng chính. Tất cả các hệ thống và thiết bị này được xếp đặt sao cho thiết bị ít quan trọng hơn sẽ nằm phía ngoài, che đỡ những thiết bị quan trọng nhất. Phần đuôi khá dày, cánh đuôi thon dần về phía sau. Đuôi có hai cánh thăng bằng, làm bằng vật liệu Kevlar Nomex, nằm trên một thanh ngang, dáng thon nhọn dần, dài 1,2 m, ở vị trí che chắn các thiết bị điện tử. K-50 Black Shark được trang bị hệ thống cánh quạt đúc ngược chiều roto đồng trục. Vì K-50 Black Shark không cần tới cánh quạt đuôi, điều này cho phép máy bay tăng khả năng thao diễn trên không. Hệ thống điều khiển laser được thông báo có khả năng chống nhiễu và dẫn đường tự động tới các mục tiêu ngụy trang ngay sau khi tên lửa được phát hỏa. Hệ thống kiểm soát bắn tự động chia sẻ tất cả các thông tin mục tiêu giữa 4 chiếc Black Sharks cùng lúc. Hai bên thân máy bay được bắn pháo tự động 30 mm, có thể cử động lên xuống và thay đổi góc phương vị. K-50 Black Shark có thể bay vòng cuộn và có thể bay vòng tròn ở mọi độ cao, góc nâng, tốc độ gió trong khi vẫn giữ được hướng quan sát tốt tới mục tiêu. Xe thiết giáp Trung Quốc, Việt Nam có thể mua mạnh đến mức nào? Tờ Kremlin của Nga cho biết khách hàng mua xe bọc thép VN4 do Trung Quốc sản xuất có khả năng là Việt Nam. VN4 là chiếc xe thiết giáp chở quân APC
chiến thuật hạng nhẹ do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc Norinco của Trung Quốc sản xuất. Cấu hình 4 bánh chủ động, VN4 là một nền tảng linh hoạt có thể dễ dàng thay đổi vũ khí mang theo để phù hợp với yêu cầu của nhiều lực lượng và hoạt động khác nhau như đặc nhiệm phản ứng nhanh, trinh sát chiến trường, cảnh sát chống bạo động, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, v.v. Biến thể VN4 quân sự được trang bị một tháp súng ở trên nóc, tương thích với súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm. Hai bên tháp súng là 3 ống phóng đạn khói ngụy trang. Thiết kế của VN4 mang tính truyền thống với động cơ đặt phía trước, kiếp lái 2 người ở giữa và khoang chứa quân sức chứa 8 lính bố trí sau đuôi. Thân xe làm bằng thép hàn, cung cấp sự bảo vệ an toàn trước các loại đạn súng bộ binh cỡ nhỏ hay mảnh pháo. Ngoài hai cửa ra vào mỗi bên, VN4 còn có một cửa hậu lớn để tạo thuận tiện cho việc triển khai binh lính, kết hợp với cửa sổ giúp triển khai hỏa lực từ bên trong xe. VN4 có chiều dài 5,4m, rộng 2,04m, cao 2,05m, trọng lượng chiến đấu 9.000kg. Động cơ diesel 6 ly xanh làm mát bằng nước với công suất 173kW tại vòng tua máy 2.500 vòng một phút, cho phép chạy với tốc độ tối đa là 115km/h trên đường tốt, tầm hoạt động đạt 700km. Nhờ sử dụng hệ thống treo độc lập mà VN4 có tính việc giả khá cao, nó leo được dốc 30 độ, vượt hàng rào rộng 0,8m. Trang bị tiêu chuẩn của xe chỉ bao gồm điều hòa không khí, nhưng khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu lắp đặt thêm thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống cân bằng áp suất lốt trung tâm, thiết bị trợ lái vào ban đêm hay hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu Việt Nam thực sự muốn mua xe thiết giáp chở quân VN4 của Trung Quốc thì điều này cũng không gây quá nhiều ngạc nhiên do từ lâu nay chúng ta vẫn nhập khẩu các loại xe tải quân sự hay xe con đa dụng do Trung Quốc sản xuất. Với ưu thế giá thành rẻ, chất lượng ở mức thấp chấp nhận được, đây là nguồn bổ sung thích hợp và cũng khá phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Đừng quên bấm subscribe kênh để đón chờ những tin quân sự tổng hợp mới nhất. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System, Nick Glover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng. Tại sao Mỹ đem bà già thời chiến tranh Việt Nam không kích IS? Quân đội Mỹ đã cho thử nghiệm loại máy bay cà tàng trong chiến dịch không kích quân khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cuộc chiến ở Iraq và Syria là một kho thử nghiệm đối với mẫu máy bay cổ nhất. Trong 3 tháng qua, không quân Mỹ đã tái sử dụng 2 chiếc OV-10 Broncos, máy bay cường kích và thám sát hạng nhẹ từ thời chiến tranh Việt Nam, phục vụ chiến dịch tìm diệt các phần tử thánh chiến IS. Sự tái xuất của chim sắt OV-10 lừng lẫy một thời là ví dụ mới nhất liên quan đến xu hướng được xem là tương đối khác lạ. Đó là việc Mỹ, mà cùng lúc là không quân Nga, đã tận dụng cơ hội tự do tung hoành trên bầu trời Iraq và Syria để tiến hành những đợt không kích thử nghiệm bằng các loại máy bay mới cũng như máy bay bà già được cải tiến. Họ kiểm nghiệm khả năng chịu đựng của chúng trong điều kiện tác chiến thực trước khi tiến hành các chương trình sản xuất tốn kém. Chiến dịch không kích của Liên quân do Mỹ đứng đầu cung cấp cả một kho thí nghiệm đối với quân đội Mỹ và ngành công nghiệp quốc phòng. Hai chiếc OV-10 đã tiến hành 134 đợt xuất kích, trong đó có 120 lần thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khoảng thời gian 82 ngày từ tháng 5 năm 2015. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ chối tiết lộ bình luận về địa điểm đóng cứ và địa điểm tấn công mà OV-10 thực hiện. Thế nhưng nhiều khả năng loại máy bay hai động cơ phản lực cánh quạt này đảm trách phần việc của lực lượng phản ứng nhanh, bổ trợ cho các chiến dịch đặc biệt, ví như nhanh chóng xuất kích theo yêu cầu của đặc nhiệm, bay thấp để tiêu diệt phiến quân bằng súng ngắn và rocket, không để chúng có thời gian chạy thoát. Mục đích chính về mặt quân sự ở đây là để xem liệu một máy bay phản lực cánh quạt có giúp nâng cao tính đồng bộ và cải thiện hiệp đồng giữa phi công và chỉ huy mặt đất hay không. Brian David, phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chia sẻ.
Ông David cũng nói rằng, quân đội muốn tìm hiểu xem liệu OV-10 hay một mẫu máy bay tương tự có thể đảm đương được phần về không kích mà phần lớn hiện nay phụ thuộc vào các phi đội F-15, FA-18 hay không. Mấu chốt là để giảm thiểu chi phí khi mà việc mua và vận hành F-15, FA-18 được coi là đắt đỏ hơn nhiều so với mẫu cường kích thám sát hạng nhẹ như OV-10. Một chiếc F-15 một giờ bay có thể tiêu tốn tới $40,000 cho nhiên liệu và bảo dưỡng, trong khi bà già OV-10 chỉ mất có $1,000. Nhìn lại lịch sử, đó cũng chính là lý do để tập đoàn hàng không Bắc Mỹ NAA nay đã sáp nhập vào Boeing phát triển OV-10 trong những năm 1960. Giới chức Lầu Năm Góc lúc đó mong muốn có được một máy bay tấn công cỡ nhỏ, rẻ tiền, có thể cất cánh từ những đường băng ngay sát nơi có chiến sự. Với việc được bố trí ngay tại tiền tuyến, mẫu máy bay này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bộ binh. Quân đội Mỹ đã mua và biên chế hàng trăm chiếc OV-10 và đưa sang tham chiến tại Việt Nam. Sau khi buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, Hải quân Mỹ cho giải ngũ OV-10, không quân cũng có bước đi tương tự. Với việc cải hoán sang mẫu mới A-10, Hải quân đánh bộ còn sử dụng trong một thời gian dài, nhưng rồi cũng chấm dứt sau năm 1995. Chỉ còn Bộ Ngoại giao Mỹ là sở hữu OV-10, gửi sang Colombia phục vụ cuộc chiến chống ma túy. NASA cũng sử dụng mẫu máy bay đồ cổ này cho các cuộc thử nghiệm hàng không. 30 năm sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ lại phải viện tới OV-10 để thực hiện nhiệm vụ chống chiến binh thánh chiến ở Afghanistan, Iraq và nhiều điểm nóng khác. Năm 2011, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ mượn hai chiếc OV-10 trước đó thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao hoặc NASA tiến hành cải tiến, lắp đặt thêm thiết bị thu phát sóng và hệ thống vũ khí. Đến năm 2012, Bộ Quốc phòng duyệt chi bổ sung $20 triệu cho nội dung điều chuyển hai máy bay bà già này thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Hai chiếc OV-10 đã chứng tỏ khả năng đáng kinh ngạc trong 82 ngày không kích khi hoàn thành tới 99% nhiệm vụ theo kế hoạch. Hiện chúng lại nằm bất động ở sân bay quân sự North Carolina, chờ các nhà khảo nghiệm phân tích số liệu, tính năng sau đợt thử nghiệm. Kết quả sẽ quyết định liệu mẫu cường kích thám sát kiểu như OV-10 có còn nguyên sức mạnh trong chiến trường hiện tại hay không, ông David chia sẻ. Sự hồi sinh của một phiên bản OV-10 là có cơ sở, khi những đồ cổ có cải tiến khác của Nga như cường kích Su-24, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã chứng tỏ được uy lực mạnh mẽ trong các đòn không kích IS tại Syria vừa qua. Vì sao chim ưng đêm F-117 của Mỹ bí mật tái xuất? Hình ảnh những chiếc F-111 bay lượn trên bầu trời đã làm dấy lên câu hỏi tại sao Mỹ tái sử dụng mẫu máy bay này sau khi đã cho chúng về hưu. Trong bài viết đăng ngày 25 tháng 8, hãng tin Sputnik Nga cho biết, vào năm 2008, Mỹ đã chính thức cho về hưu 52 chiếc máy bay tàng hình F-117 Nighthawk, chuyển sang trang bị máy bay ném bom B-2 cùng các tiêm kích thế hệ 5 F-22 và F-35. Tuy nhiên, những bức ảnh gần đây ghi lại chiếc máy bay F-117 đang bay lượn trên bầu trời đã làm dấy lên câu hỏi, tại sao Mỹ tái sử dụng mẫu máy bay này? Không quân Mỹ từng tuyên bố niêm cất các máy bay F-117 để phòng khi có nhu cầu sử dụng trong tương lai, nhưng có khả năng phần lớn trong số chúng vẫn đang hoạt động tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của không quân Mỹ ở Nevada. Tạp chí The National Interest Mỹ cho biết, các tay máy nghiệp dư đã chụp và quay lại được hình ảnh những chiếc F-111 nổi tiếng màu đen, có hình dạng như hình tam giác đang bay trên bãi thử nghiệm ở sa mạc. Hình ảnh còn cho thấy các chiếc máy bay F-117 chạy taxi trên một đường băng khá xa, có lúc chúng bay một mình, có lúc bay thành từng cặp. Trước những hình ảnh này, nhà báo David Acer trên blog quân sự World is Boring đặt câu hỏi, tại sao Mỹ duy trì hoạt động của F-117 bất chấp tuổi thọ, mức độ phức tạp, chi phí vận hành cao, và một thực tế là phòng công Serbia đã tìm ra cách phát hiện máy bay này, thậm chí còn bắn hạ một chiếc F-111 trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu vào năm 1999. Theo cây bút Tyler Rogoway trên blog quân sự Foxtrot Alpha, việc duy trì hoạt động các máy bay F-117 rất tốn kém và không hề dễ dàng. Do là một máy bay đặc biệt nên F-117 đòi hỏi một đội ngũ hậu cần riêng và toàn diện để duy trì hoạt động. Việc này rất tốn kém và ẩn chứa nhiều rủi ro, dù chỉ duy trì một số lượng rất nhỏ. Rogoway phỏng đoán F-117 có thể đang được dùng để làm máy bay thử nghiệm, giống như chiếc thước đo để đánh giá khả năng của một hệ thống radar trong việc tìm kiếm và phát hiện các vật thể bay ứng dụng công nghệ tàng hình.
Bên cạnh đó, Mỹ có thể dùng F-117 để thử nghiệm vật liệu hấp thu radar hoặc lớp phủ mới dành cho máy bay. Một khả năng thú vị khác là F-117 được dùng như máy bay không người lái. Rokokwai giải thích rằng, với cấu hình máy bay chiến đấu tự động không người lái, F-117 có thể mang một cặp bom thông minh GDAM dẫn đường băng GPS hoặc 12 bom đường kính nhỏ SDB để tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở khoảng cách xa. Chúng còn có thể được điều động tác chiến mà không đòi hỏi yếu tố con người trong hệ thống điều khiển và liên lạc. Cũng theo Rokokwai, F-117 có thể được sử dụng để đưa các loại radar, thiết bị tìm kiếm hồng ngoại và hệ thống phát hiện điện tử mới nhất của Mỹ cùng đồng minh vào thử nghiệm, đồng thời giúp phát triển chiến thuật đẩy lùi các mối đe dọa do thám. Một lý do khác thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tiếp tục hoạt động của F-117 là duy trì một đơn vị nhỏ các phi công và nhân viên hỗ trợ đã quen thuộc với mẫu máy bay này để họ có thể dễ dàng tái xây dựng chương trình nếu cần hay thiết lập kế hoạch dự phòng. Một chương trình như vậy sẽ được giữ bí mật trong thời gian lâu nhất, có thể để một khi được sử dụng, nó có thể khiến đối phương gần như không kịp trở tay. Tổ hợp phòng không mới của Nga có thể diệt gọn F-16. Nga vừa chính thức giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Sona tại một hội thảo về phát triển lực lượng phòng không Smolensk. Hãng tin Instatas của Nga dẫn lời Trung tướng Alexander Leonov, tư lệnh lực lượng phòng không lục quân Nga cho biết, hội thảo này được tổ chức tại Học viện Phòng không Volodky ở Smolensk. Hội thảo bàn các quan điểm của Bộ Quốc phòng Nga cũng như các đơn vị thiết kế, chế tạo và thử nghiệm vũ trang cũng như khả năng sản xuất các bộ vũ khí mới và ứng dụng cho nhiệm vụ phòng không. Hội thảo ở Smolensk hiện tầm quan trọng khi có sự tham dự của tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Svetlana Ichavkova, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Tranky Savic, các đại biểu từ 42 nhà sản xuất, 26 trường đại học, 19 đơn vị thiết kế, các viện nghiên cứu thử nghiệm, các tướng lĩnh, lực lượng phòng không và không quân của các quân khu Nga, đại diện Bộ Quốc phòng Nga và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Belarus. Hội thảo kết thúc vào ngày 7 tháng 6 vừa qua. Trong khuôn khổ hội thảo này, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc triển lãm các mẫu vũ khí với các phiên bản khác nhau như Tor M2, bánh hơi và bánh xích cùng nhiều mẫu vũ khí mới. Trong số đó, và kể đến tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Sona, Trung tướng Leonov cho biết tổ hợp này chưa từng trải qua thử nghiệm với cấp quốc gia nên cần tiếp tục thảo luận về khả năng của nó trước khi đưa đến quyết định đưa vào trang bị cho quân đội. Các nhà chế tạo Sonat cho biết, tổ hợp này có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân, trước các phương tiện tấn công và trinh sát đường không của đối phương. Sonat có thể hoạt động hiệu quả cả ban ngày và ban đêm trong điều kiện bị gây nhiễu nhân tạo và tự nhiên. Những thông tin chính thức cho biết Sonat có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, trong đó có các loại tên lửa có cánh trong phạm vi 10 km và tầm cao tối đa là 5 km. Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sonat R với tốc độ bay tối đa là 900 m/giây. Máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ tối đa là 300 m/giây. Máy bay đường kích I-10 có tốc độ tối đa là 200 m/giây. Sona có hệ thống điều khiển quang điện tử và mẫu giới thiệu được đặt trên khung gầm bánh xích. Hải quân Mỹ chế tạo chiến hạm tên lửa đạn đạo khổng lồ. Hải quân Mỹ mới đây đã trao đổi với một hãng đóng tàu trong nước về việc chế tạo một phiên bản tàu chiến lớp San Antonio LBD-17 được trang bị dàn phóng tên lửa cùng hệ thống radar, súng laser hiện đại. Theo đó, giám đốc của hãng đóng tàu Huntington Ingalls Byers Cousins, tàu sẽ có trọng lượng 25.000 tấn và được trang bị rất nhiều thiết bị khí tài hiện đại. Khoang chứa của tàu bên trong, vốn được dùng để chứa các loại thuyền nhỏ, sẽ trở thành khu vực bố trí radar tên lửa phòng thủ đạn đạo, thường có kích cỡ lớn và rất nặng. Theo tổ chức Missiles Defense Advisory Alliance, phiên bản tàu BLD-17 phóng tên lửa đạn đạo sẽ có một hệ thống radar chức năng dài khoảng 9-10,5m. Loại này sẽ có tầm hoạt động rộng hơn radar SBY-1 được trang bị trên các tàu Ari hoặc hệ thống AMTR dự kiến sẽ trang bị trên chiến hạm DDG-51 của Mỹ trong tương lai. Khoang chứa của tàu cũng sẽ là nơi để đặt các loại vũ khí laser và súng điện tử khi các loại vũ khí này trở nên phổ biến trong vòng 1 hoặc 2 thập kỷ tới.
Ngoài ra, khoang này cho phép tàu có thể mang theo tên lửa với số lượng nhiều gấp đôi so với các tàu bình thường. Tuy nhiên, mặc dù không gian và tải trọng của tàu sẽ tăng lên, hãng Horton Arrow của Hải quân Mỹ sẽ phải tìm phương pháp hợp lý để có thể cung cấp năng lượng và đảm bảo làm mát cho radar cũng như các loại vũ khí tối tân mà họ sẽ đưa lên tàu. Tàu sẽ cần một lò phản ứng có công suất lớn và một hệ thống tan nhiệt phức tạp để có thể phục vụ các thiết bị trên tàu. Ông Cushing cũng cho biết, dù vậy, tôi tin chúng tôi sẽ không cần phải thay đổi quá nhiều kết cấu của tàu. Mặc dù đây lần đầu tiên một giám đốc của doanh nghiệp đóng tàu quân sự tuyên bố rằng họ đang xem xét cải tiến tàu LBD-17 thành một tàu phóng tên lửa đạn đạo, ý tưởng này không mới. Dù vậy, hãng Huntington Ingalls tỏ ra sẵn sàng hợp tác với hải quân Mỹ. Ông Wilson nói, hai bên đã bàn về việc cải tạo tàu, nhưng hiện tại tôi không muốn tiết lộ chi tiết. Nhiều nhà phân tích và các cựu quan chức đã đề xuất ý tưởng chế tạo một tàu phóng tên lửa đạn đạo từ khung của lớp tàu Santonio, tận dụng khoang chứa bên trong để chứa tên lửa cùng các hệ thống vũ khí và súng điện tử. Tàu không chỉ có nhiệm vụ phòng không mà còn có thể tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai do có sức chứa lớn cũng như là trung tâm chỉ huy chiến dịch quân sự trên biển. Nếu được chế tạo, nó sẽ là tàu chiến lớn nhất của hải quân Mỹ được chế tạo kể từ sau Thế chiến thứ hai. Báo Ấn Độ, Việt Nam là ưu tiên số 1 trong 16 quốc gia được Ấn Độ cung cấp tàu chiến. Quý vị thính giả thân mến, theo trang tin quốc phòng Indian Defense News, có ít nhất là 16-17 quốc gia đang đàm phán với Ấn Độ để mua các tàu chiến hiện đại do nước này chế tạo. Việt Nam được nhắc tên đầu tiên. Đó là thông tin do Ngài Manohar Parrikar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ chia sẻ nhanh với báo giới bên lề một sự kiện ở thủ đô nước này và được trang tin quốc phòng Indian Defense News của Ấn Độ đăng tải hôm qua, ngày 4 tháng 1 năm 2017. Hiện nay, các quốc gia này đang tiến hành đàm phán với các tổ hợp đóng tàu quân sự của Ấn Độ để đặt mua các loại tàu chiến hiện đại do nước này chế tạo. Bộ trưởng Manohar Parrikar chỉ rõ ra rằng, ba nước có triển vọng nhất gồm có Việt Nam, Bangladesh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngài Manohar Parrikar cho biết rằng, chúng tôi đang xuất khẩu tàu chiến tới nhiều quốc gia, như các tàu chiến tôi không tiện nêu tên, cụ thể là ưu đãi dành cho Việt Nam. Nhiều quốc gia khác như Bangladesh và UAE nằm trong số 16-17 quốc gia đang đàm phán với Ấn Độ để đặt mua tàu chiến do chúng tôi chế tạo. Bên cạnh đó, Ngài Bộ trưởng Parrikar cũng nhấn mạnh, tiến trình xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tới Việt Nam đang có nhiều thuận lợi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình BrahMos cho các quốc gia bạn bè, và Việt Nam là một quốc gia hết sức thân thiện, là một đối tác tin cậy. Ngài Parrikar cũng không quên nhắc tới, việc Ấn Độ đã quyết định hỗ trợ Không quân Việt Nam đào tạo các phi công tiêm kích đang bay trên những chiến đấu cơ do hãng Sukhoi của Nga chế tạo. Các bạn vừa theo dõi video. Báo Ấn Độ, Việt Nam là ưu tiên số 1 trong 16 quốc gia được Ấn Độ cung cấp tàu chiến. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.